Kính chào cô chú anh chị nha, hiện tại Thành Len đang có mặt tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và cô chú anh chị đang được thấy vị trí Thành Len là đường nhựa rộng 6m. Ở đây thì phía sau đang có đội ngũ công trình đang thi công biệt thự này. Và đường thì thông nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị có thể thấy cuối đường của chúng ta thì có phòng trọ này, rồi là dân cư thì cực kỳ đông. Qua hướng bên này thì cô chú anh chị nhìn thấy rằng là gì ạ? Biệt thự này, rồi là phòng trọ, rồi dân cư. Tại vì ở đây nó sẽ là một sẹc đường khu công nghiệp đi vào và dân cư cực kỳ đông. Vị trí này bên Thành Len đang còn 4 lô sổ riêng thổ cư với diện tích là 5 x cho 29 và full thổ cư. Ở đây thì cô chú anh chị sẽ có được cái sổ hồng trao tay và sẵn nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị cùng đi với Thành Len ra phía ngoài này một tí. Ở ngoài này thì đường này, trời ơi, phải nói là đường và dân cư rất là đông. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Bên kia dân cư này. Trời ơi, ở đây là phân lô hết rồi nha mọi người. Qua năm người ta sẽ xây nhà hết nhá. Ở vị trí này thì phòng trọ này, một tháng ở đây là 1,4 triệu nhá cô chú anh chị nhá. 1,4 triệu một tháng đấy. Cô chú anh chị cứ theo Thành Len tới đây hỏi rõ của người ta vẫn là 1,4 triệu mà chưa được điện nước gì. Đấy, nhưng mà khu vực này có một điểm yếu đó chính là chưa có nước máy thôi. Đấy, thì cô chú anh chị thấy không? Đường này, dân cư nhá, cực kỳ đông này. Đấy, ở đây thì bên này là những cái lô được phân ra và ở vị trí này bên Thành Len cũng đang còn hai cái sản phẩm đường nhựa thông hết nhá. Đây thì rất là đẹp. Vị trí khá là tiềm năng và rất là ok nha mọi người nhá. Ở đây còn hai lô ở đây. Ở đây thì với giá ở đây thì 5 x 2 13 thôi. Nhưng mà ở đây thì sẽ là 1 tỷ 1 nha cô chú anh chị nha. Bán ngộp cho cô chú anh chị. Là 5 x 23 sổ riêng, thổ cư, sổ sẵn nhá. Sang tên công chứng trong ngày được luôn. Và cô chú anh chị mua bên Thành Len ấy, thì cái giá này là chưa có giá làm sổ đâu. Làm sổ thì khoảng hết 10 triệu. Đấy. Nếu mà trong năm nay thì chỉ hết khoảng 10 triệu làm sổ nữa thì Thành Len sẽ giao sổ tận tay cho cô chú anh chị luôn. Đấy, thì cô chú anh chị nhìn này. Đây, phòng trọ này. Đấy. Phòng trọ đây thì đông nhá, ở kín luôn nhá. Và một tháng ở đây thuê trọ là hết 1,4 triệu. Đấy. Đây thì cô chú anh chị thấy không? Đấy, này. Đây trên này thì biệt thự này của Đại Gia này. Đấy, biệt thự Đại Gia nhá. Và trong sau này này. Đây, cô chú anh chị thấy không? Đường này. Rồi, đường nhựa thông hết nhá. Từ đây ra Vĩnh là thông tứ hướng, nói chung là thông rất là nhiều chỗ và cô chú anh chị là nó thông nhiều nên cô chú anh chị đi đường nào cũng được hết á. Đây, đường ra khu nghiệp. Đây là đường ra đường cổng chính khu nghiệp này. Cô chú anh chị thấy không ạ? Đấy, nhìn thấy xe chạy ngoài kia luôn. Đây, thì dân cư này. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Toàn nhà lầu không, phòng trọ rất là đông. Đây là ngay khu công nghiệp Giàng Điền. Lối này cũng thông luôn này. Đây, đấy, lối này. Phía dưới chúng ta bây giờ đó chính là ngã tư Gia Vĩnh. Đây là ngã tư chợ khu công nghiệp và sẽ là kết nối từ tuyến đường chính khu công nghiệp và có tuyến đường An Viễn Hưng Thịnh Bắc qua. Tuyến đường đó sẽ là kết nối từ đường Bắc Sơn Long Thành đi xuống Hưng Thịnh nha mọi người và ra Dầu Dây. Sau này thì tuyến đường đấy sẽ là chạy dọc theo xã An Viễn, giao thông thuận lợi cực kỳ nha cô chú anh chị nha. Và sẽ có đường Bắc Sơn Long Thành chạy qua xã An Viễn nữa. Cũng như là vị trí này thì chúng ta sẽ thấy được toàn cảnh từ trên cao nhìn xuống các mặt bằng buôn bán kinh doanh. Xa xa kia là sân bóng, hồ bơi này, rồi các dịch vụ nhà hàng tiệc cưới. Và ở đây thì đầy đủ hết nha mọi người.
chỉ cách đất của chúng ta 150m mà thôi, thì ra tới đường chính khu công nghiệp thì đầy đủ tất cả các tiện ích. Vị trí này thì dân cư đang kéo về, cho nên cô chú chị sẽ thấy rằng là rất nhiều đất trống nhưng đã được phân lô tách thửa hết rồi nha mọi người. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ thấy hai vị trí đất của chúng ta, phía ngoài này thì 1.1 tỷ, phía trong cũng như vậy, và phía ngoài thì là 5x23, còn phía trong là 5x29, rất là thoải mái mà đường thông hết nha mọi người nhá. Dân cực kỳ đông và sầm uất. Vị trí này rất là phù hợp định cư cũng như là kinh doanh nha mọi người nhá. Đầu tư để sau này chúng ta có lãi dòng tiền vốn đấy. Cô chú anh chị thấy rằng là đường thông tứ hướng, ô mần cờ hết nha mọi người nhá. Và đây là toàn cảnh những chi tiết tôi đã quay phía trên cao cho cô chú anh chị thấy rồi. Thì cô chú anh chị sẽ biết được rằng là những cái video tôi làm thì đơn giản nhưng chúng ta sẽ nắm được toàn cảnh cái vị trí nha mọi người nhá. Đấy. Cái giá đất ở Trảng Bom nó sẽ khác giá đất ở Bình Phước. Cô chú anh chị thấy không? Dân cư hiện hữu như thế này. Và Sài Gòn đi xuống đây chỉ mất có 45 phút. Đấy, và đất thì đường nhựa thông như thế này, thông ra chợ này. Đấy, hướng ngược lại cũng thông ra khu công nghiệp luôn. Và ở đây bằng phẳng, dân cư đông, phòng trọ thì tháng triệu tư rồi. Ở Bình Phước mà cô chú anh chị cứ ham đầu tư 500 triệu, 300 triệu thì cô chú anh chị đến lúc bán ra bán cho ai ạ? Thực sự luôn đấy. Và không biết là khi nào cho phát triển. Tuy nhiên thì nói như thế này thì sẽ đụng chạm tới một vài anh em ở Bình Phước, nhưng mà anh em phải hiểu rằng chúng ta đang nói thực tế tùy theo khu nhá. Tôi đang nói những khu mà người ta hỏi 200, 300 triệu nhá, chứ tôi không nói những khu anh em đang bán ở trung tâm nữa nhá. Đấy, thì đây. Thì tuy nhiên là đầu tư ở mỗi nơi thì sẽ có mỗi tiềm năng khác nhau. Nhưng mà ý em nói là đây thì phù hợp cho đầu tư rồi là định cư lâu dài nhá mọi người nhá. Đây, vị trí đất của chúng ta phía trong này này. Cô chú anh chị có thể thấy xung quanh. Đường thì đường này thì là đường đổ nhựa. Đấy, đường này thì làm chất lượng này thì Thành Len nói là bình thường thôi, tại vì Thành Len là luôn review thực tế, không có nói đẹp thì nói đẹp, bình thường nói bình thường. Đấy, mình không có bao giờ mà gian dối khách cái gì cả. Đường này thì cũng mới làm, lý do là người ta cũng làm cho đẹp để cho dễ bán đất, đó là rõ ràng rồi. Nhưng mà đây, đây là cái câu chuyện mà chúng ta đang thấy này. Dân cư này, cái đặc biệt nhất đó chính là cái chiều rộng của đường là không thay đổi được. Thứ hai là cái dân cư cô chú chị biết không ạ? Đây. Đấy, dân cư như này. Đây này. Cô chú chị thấy dân cư không? Đấy, dân. Đấy, vật liệu đang đổ xô xuống này để mà làm cái nhà này, thấy không? Đấy, cả xe xi luôn, đấy, xung quanh. Và đất thì vị trí này 5x29 sổ riêng thổ cư, mà giá bây giờ là 1.1 tỷ cho 135m2. Ui, 135m2 mà chỉ có 1.1 tỷ á. Thực sự là đội nắng như thế này Thành Len sẵn sàng quay giữa nắng cho cô chú anh chị xem, là bởi vì lô đất này rẻ quá cô chú anh chị ạ. Và cô chú anh chị nếu mà đang cần mua đất sổ riêng thổ cư, đường nhựa thông, dân cư đông như thế này tại khu công nghiệp Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì liên hệ cho Thành Len nhá. Và chúc cô chú anh chị thành công. Bye bye, tạm biệt cô chú anh chị. Vâng, khu công nghiệp Giang Điền thì cô chú anh chị đã biết rồi. Khu công nghiệp Giang Điền thì cũng đang có những kế hoạch các cái công ty ở khu công nghiệp 1 chuyển về đây, cũng như là sắp tới có tuyến đường Bắc Sơn Long Thành chạy qua thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư về đây để đầu tư, bởi vì nó sẽ tiện rất là thuận lợi. Thứ nhất đó chính là tiện về tuyến đường đi xuống sân bay Long Thành, về hàng không cũng như là rất là gần cảng Đồng Nai. Và đặc biệt một điều là vị trí này đi Vũng Tàu sau này thì lên Bắc Sơn Long Thành, rồi là qua đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì lên rất là nhanh nha cô chú chị nha. Đấy, toàn cảnh chúng ta thấy rằng là vị trí rất đẹp nha. Đấy, đây là toàn bộ cái dân cư xung quanh. Thế giới thì chúng ta đang thấy rằng là dân này cũng đang kéo về rất là đông rầm uất. Vị trí của chúng ta ở vị trí này thì rất là đẹp, thông hết ô bàn cờ. Đây thì tương lai sẽ là những cái nơi mà được đánh giá là đông dân của cái xã này. Và chúng ta thấy rằng là đường thì tuyến đường nào cũng rộng 5m hết. Đấy, thì cho nên rất là tuyệt vời. Ở đây thì phòng trọ cũng rất là đông. Một tháng phòng trọ thuê ở vị trí này phải là 1.4 triệu nhá cô chú anh chị nhá. Một phòng nhá, chưa tính điện nước nhá. Điện nước nó 2 triệu rồi. Đấy, thì chúng ta nếu mà muốn kinh doanh phòng trọ, mua 1-2 lô kinh doanh phòng trọ luôn cũng được. Thế giới chúng ta đang thấy những cái ngôi biệt thự của đại gia bất động sản này rất là đẹp này. Đấy, thì đây là toàn cảnh từ trên cao tôi đã review cho cô chú anh chị rồi. Vị trí đất của chúng ta thì rất là đẹp cho mọi người. Đường xá và đất thì sổ riêng thổ cư sẵn nha mọi người nha. Chào mọi người.